Xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà em được 5 cây mai lá ngọc cành vàng nha cả nhà. Thì cái này em ghép cúc bứng nha. Cái này chúng ta về lấy bo để ghép cho các cái loại mai khác thì cũng ok ha. Thì em cũng xin lưu ý là cái lá ngọc cành vàng á thì khi già thì nó sẽ là màu xanh nha cả nhà. Rồi khi nó ra cái đọt á thì nó mới màu vàng nha. Và đây là cây số 1 ha. Và em cũng lưu ý thêm là khi chúng ta quay trong cái điện thoại thì lúc nào nhìn nó cũng lớn hơn ở bên ngoài hết. Cho nên là cả nhà lưu ý cái thông số em đọc giùm em nha. Thì cái cây số 1 này nó có cái hoành là 17, cao là 34 và ngang là 29. Thì nó có một cái dáng nằm như thế này đây, rất là đẹp luôn nha. Đây em sẽ quay cái đế đó. Rồi cái phần bo ghép ha, thì cái cây này ghép được hai mắt bo nha cả nhà, hai mắt bo nha. Đó, cái này là cái những cái già này thì chúng ta cắt bo được rồi đó. Này cắt bo được ha. Rồi em sẽ quay tổng thể cái cây số 1 này cho cả nhà nha xem nha. Rồi cái cây số 1 này em bán với giá là 600.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Rồi cái này chúng ta vừa cắt lấy bo và tết nay cũng chơi được luôn nha cả nhà. Cây số 1 em bán với giá là 600.000. Rồi và tiếp tục là cây số 2. Đây, cây số 2 nó có cái bộ củ rất là đẹp nha. Nó nằm y như con ốc luôn á. Rồi đây em sẽ quay tổng thể cho cả nhà xem ha. Và cái này là có cái hoành là 16, cao là 42 và ngang là 32. Em sẽ quay tổng thể cái gốc cho cả nhà xem nha. Rồi thì cái cây này nó cũng ghép được hai mắt bo nha cả nhà. Cái này thì nó chuẩn bị lên một cái cơ đọt nữa rồi nha. Đây cái lá của nó thì sẽ màu vàng ha, ra non thì nó sẽ màu vàng nha. Rồi cái này chúng ta về lấy bo được nha cả nhà. Đây và cái cây số 2 này em bán với giá là 550.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi đây cây này là cây số 2 nha. Rồi và tiếp tục là cây số 3. Đây là cái gốc của cây số 3 nha. Cái cây số 3 này nó có cái hoành là 19, cao là 46 và ngang là 39. Cây này thì ghép được 3 mắt bo nha. Cây này sum xuê rồi ha. Em thấy có nụ rồi nè. Cái này chúng ta chơi Tết được luôn rồi đó. Cây này nó sum xuê lắm luôn nè. Cái tán của nó tròn lắm ha. Cây lá ngọc cành vàng này em bán với giá là 750.000 nha cả nhà. 750.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Cái này về lấy bo và chơi Tết luôn nha. Rồi cây này là cây số 3 ha. Rồi tiếp tục là cây số 4. Đây cây số 4 nha. Cây số 4 nó có cái gốc như thế này đây. Nói chung là nó nụ lên một cục rất là đẹp ha. Và đặc biệt là cái cây này nó đang ra đọt non nè cả nhà. Đó cả nhà thấy cái màu vàng của nó không? Màu vàng của nó rất là đẹp nha. Cây này thì em ghép được hai mắt bo nha. Nó chuẩn bị ra thêm một cơ đọt nữa đây. Đó. Rồi cây này em bán với giá là 600.000 nha. 600.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Cây này là cây số số 4 nha. Cây số 4. Rồi 600.000 em bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi tiếp tục là cây số 5. Đây cây số 5 này em ghép được hai mắt bo nha. Cây này cũng sum xuê nha cả nhà. Cây này thì em cũng bán với giá là 550.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi đây là mai lá ngọc cành vàng nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chiếc Chè Bông nha cả nhà.